35. Phẩm Thiết Lợi La. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, giả sử Thiết Lợi La xá lợi của Phật đầy khắp châu thiệm bộ đây chọn lấy một phần. Biên chép kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, lại chọn lấy một phần. Trong hai phần đây, ngươi lấy phần nào? Trời Đế Thích thưa, bạch Đức Thế Tôn, chắc chắn con lấy Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Vì sao? Vì đối với Thiết Lợi La của chư Phật, chẳng phải con không tín thọ, chẳng phải con chẳng vui thích cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen, nhưng kim thân và Thiết Lợi La của chư Phật đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế sanh ra, và đều do công đức thế lực phân tu Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế sanh ra, nên mới được tất cả thế gian trời người A Tố Lạc đem vô lượng phẩm vật thượng diệu như tràng hoa cho đến đèn sáng cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Khi ấy Xá Lợi Tử bảo trời Đế Thích: Này Kiều Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vô sắc, vô kiến, vô đối, nhất tướng, đó là vô tướng. Pháp vô tướng đã chẳng thể lấy được, vậy ông lấy như thế nào, vì cớ sao? Này Kiều Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, không lấy không bỏ, không thêm không bớt, không tụ không tan, không ích không tổn, không nhiễm không tịnh, chẳng đồng với pháp chư Phật, chẳng đồng với pháp độc giác, chẳng đồng với pháp A-la-hán, chẳng đồng với pháp học, chẳng bỏ pháp dị sanh, chẳng đồng với vô vi giới, chẳng bỏ hữu vi giới, chẳng đồng với nội không cho đến vô tánh tự tánh không, chẳng đồng với bốn niệm trụ cho đến trí nhất thiết tướng, chẳng bỏ pháp tạp nhiễm. Trời Đế Thích bèn nói với cụ thọ Xá Lợi Tử: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như Đại Đức nói. Bạch Đại Đức, nếu như thật biết Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, không lấy không bỏ, cho đến chẳng đồng với trí nhất thiết tướng, chẳng bỏ tạp nhiễm, đó là chân thật lấy Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, cũng là chân thật tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Nhưng Bát Nhã Ba La Mật Đa đây chẳng theo hai hạnh, vì không hai tướng, tịnh lự cho đến bố thí Ba La Mật Đa cũng như vậy, chẳng theo hai hạnh vì không hai tướng. Khi ấy Đức Phật khen trời Đế Thích rằng: hay thay, đúng như ông đã nói, Bát Nhã cho đến bố thí Ba La Mật Đa sâu xa đều chẳng theo hai hạnh. Vì cớ sao? Này Kiều Thi Ca, vì sáu pháp Ba La Mật Đa như thế đều không hai tướng. Này Kiều Thi Ca, những người có ý muốn khiến Bát Nhã cho đến bố thí Ba La Mật Đa sâu xa có hai tướng, tức là muốn pháp giới chân như pháp tánh thật tế bất tư nghỉ giới cũng có hai tướng. Vì cớ sao? Này Kiều Thi Ca, vì Bát Nhã cho đến bố thí Ba La Mật Đa sâu xa cùng với pháp giới cho đến bất tư nghỉ giới là không hai, không hai chỗ. Trời Đế Thích lại thưa: Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, thế gian trời người A Tố Lạc đều nên trí thành lễ bái, đi nhiễu cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Vì sao vậy? Vì tất cả chúng đại Bồ Tát đều nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa đây, tinh tấn siêng năng tu học, chứng được vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Bạch Đức Thế Tôn, như khi con ngồi trên tòa thiên đế trong điện thiện pháp của cõi trời 33, vì các thiên chúng mà tuyên nói chánh pháp, thì có vô lượng các thiên tử đi đến chỗ con, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, đi nhiễu lễ bái rồi chấp tay lui về. Nhưng khi con chẳng ở trên pháp tòa kia, các thiên tử cũng đến chỗ ấy, dù chẳng thấy con ngồi trên pháp tòa, họ vẫn cung kính cúng dường nói rằng: Chỗ đây là chỗ ngồi của trời Đế Thích, vì chư thiên thuyết pháp, chúng ta nên xem như có thiên chủ ở đây mà cúng dường, đi nhiễu, lễ bái rồi lui về. Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, nếu nơi nào có người biên chép thọ trì đọc tụng, rộng vì hữu tình giảng nói lưu bố, thì phải biết rằng chỗ ấy luôn có vô lượng vô số trời rồng, dược xa, kiện đạt phược, A Tố Lạc, yết lộ trà, khẩn nại lạc, Mạc Hô Lạc Già, nhân phi nhân, ở cõi đây và mười phương vô biên thế giới khác đều đến nhóm hội. Giả sử ở chỗ ấy không có người thuyết pháp, vì kính trọng pháp họ cũng cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen, lễ bái rồi lui về. Vì cớ sao? Vì tất cả các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác và các chúng đại Bồ Tát, độc giác, thanh văn, tất cả hữu tình, có được sự an vui là đều nhờ nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa mà được. Thiết Lợi La của Phật được cúng dường
cũng do công đức quân tu Bát Nhã Ba La Mật Đa mà được vậy. Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, cùng với các hạnh đại Bồ Tát và chỗ chứng được trí nhất thiết tướng, làm nhân, làm duyên, làm chỗ nương dựa, hay khéo dẫn phát. Vậy nên con nói, giả sử Thiết Lợi La của Phật đầy khắp châu thiện bộ đây chọn lấy một phần, biên chép kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế chọn lấy một phần, trong hai phần đây nhất định con lấy Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế. Bạch Đức Thế Tôn, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đây, nếu khi con thọ trì đọc tụng, nhớ nghĩ chân chánh, vì tâm hợp với Pháp nên chẳng thấy có các tướng sợ hãi. Vì cớ sao? Bạch Đức Thế Tôn, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, không hình, không tướng, không ngôn từ, không lời nói. Do Bát Nhã Ba La Mật Đa, không hình, không tướng, không ngôn từ, không lời nói, nên tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa cho đến trí nhất thiết tướng, cũng không hình, không tướng, không ngôn từ, không lời nói. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Bát Nhã Ba La Mật Đa đây có hình tướng ngôn từ lời nói, chẳng phải không có hình tướng ngôn từ lời nói, thì chẳng phải Như Lai ứng chánh đẳng giác thấu đạt tất cả pháp không hình, không tướng, không ngôn từ, không lời nói, chứng được vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì các đệ tử nói tất cả pháp không hình, không tướng, không ngôn từ, không lời nói. Bạch Đức Thế Tôn, do Bát Nhã Ba La Mật Đa đây không có hình tướng ngôn từ lời nói, chớ chẳng phải có hình tướng ngôn từ lời nói, cho nên Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác thấu đạt tất cả pháp không hình, không tướng, không ngôn từ, không lời nói, chứng được vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì các đệ tử nói tất cả pháp không hình, không tướng, không ngôn từ, không lời nói. Bạch Đức Thế Tôn, do vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể thọ nhận trời người A Tố Lạc đem vô lượng phẩm vật thượng diệu như tràng hoa cho đến đèn sáng mà cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Bạch Đức Thế Tôn, nếu ai đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đây trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh chuyên tu học, suy nghĩ đúng lý, rộng vì hữu tình, tuyên nói lưu bố hoặc lại biên chép trang hoàng bằng các thứ báu, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, thì quyết định chẳng đọa lại trong các cõi địa ngục, bàng sanh, ngạ quỷ, biên địa, quê mùa, chẳng tin Phật Pháp, ác kiến, chẳng rơi vào hàng thanh văn và độc giác, nhất định hướng đến vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thường thấy chư Phật, luôn nghe chánh Pháp, chẳng lìa bạn lành, nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn và các chúng đại Bồ Tát. Lại nữa, Bạch Đức Thế Tôn, giả sử Thiết Lợi La của Phật đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới đây chọn lấy một phần, biên chép kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa lại chọn lấy một phần, trong hai phần này nhất định con lấy Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Vì cớ sao? Bạch Đức Thế Tôn, vì tất cả các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác và Thiết Lợi La của Phật khắp tam thiên đại thiên thế giới đều từ Bát Nhã Ba La Mật Đa đây sanh ra. Hơn nữa, Thiết Lợi La của Phật khắp tam thiên đại thiên thế giới là do thế lực công đức huân tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên được các trời người A Tố là cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Bởi nhân duyên đây, nên các thiện nam tử, thiện nữ nhân nào cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen Thiết Lợi La của Phật, thì quyết định chẳng đọa vào ba đường ác, thường sanh cõi trời người hưởng các sự an vui phú quý, tùy theo sở nguyện mà nương pháp tam thừa hướng tới Niết Bàn. Bạch Đức Thế Tôn, hoặc thấy Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác, hoặc thấy biên chép kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, hai công đức đây bình đẳng không khác nhau. Vì cớ sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cùng với các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác bình đẳng không hai, không hai chỗ. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có đức Như Lai ứng chánh đẳng giác nào trụ ba phen chỉ dẫn về các hữu tình tuyên nói chánh pháp, tức là khế kinh cho đến luận nghị, hoặc có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa đây thọ trì đọc tụng, rộng vì người thuyết, thì hai công đức đây bình đẳng không khác nhau. Vì cớ sao? Vì nếu Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác hoặc ba phen chỉ dẫn hoặc tuyên thuyết 12 phần giáo thì đều phải nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa mà sanh ra. Bạch Đức Thế Tôn, nếu tất cả các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác nhiều như các sông hằng khắp 10 phương cõi, trụ ba phen chỉ dẫn vì các hữu tình tuyên nói chánh pháp, tức là khế kinh cho đến luận nghị, hoặc có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào